Các nhà lập pháp ủng hộ Dân chủ Hồng Kông ngày 25 tháng 11 tuần hành tới Đại học Bách Khoa yêu cầu hỗ trợ nhân đạo cho các sinh viên biểu tình bị bao vây trong trường. Họ la mắng cảnh sát đang bao vây bên ngoài trường đại học. Nơi đây là hiện trường xảy ra chạm trán bạo động giữa cảnh sát với người biểu tình trước đây trong tháng. Giới quản lý đại học ước tính còn ít nhất 50 người biểu tình vẫn còn ẩn náu bên trong khuôn viên nhà trường, khiến người ta quan ngại về sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Cảnh sát đã bắt giữ gần 1.000 người trong cuộc vây hãm và hiện vẫn duy trì rào chắn xung quanh trường. Nhà lập pháp ủng hộ Dân chủ Owen Lee cho Reuters hay, cuộc tuần hành của nhóm nghị sĩ này nhằm bày tỏ tinh thần đoàn kết và giải cứu sinh viên, bảo vệ trường đại học. Sự kiện này diễn ra giữa lúc các ứng cử viên phe ủng hộ Dân chủ giành được gần 90% trong số 452 ghế trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp cấp quận hôm 24 tháng 11. Biểu tình Hồng Kông là một thách thức nghiêm trọng nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012. Người biểu tình phẫn nộ về điều mà họ cho là sự can thiệp của Trung Quốc vào các quyền tự do được cam kết cho Hồng Kông khi Anh trao trả lãnh thổ này cho Trung Quốc vào năm 1997.